chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Trọng Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Người này đã làm giả giấy tờ, sau đó đi vay 5,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Hôm nay, đại diện phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường, 34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, phòng BC01 có tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông VQM, 42 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 thông qua hoạt động vay tài chính. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để điều tra. Kết quả điều tra xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ. Nhưng do tài sản, tức nhà trên đất, trên đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn. Văn bản với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Cường có hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Khi ông M, đại diện công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online 24/7, liên hệ Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt. Thông tin trên nhằm mục đích khiến ông M tin tưởng báo về công ty tài chính vay online 24/7, chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt. Hành vi của Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Nghỉ nhưng không được nghỉ, học sinh đón Tết trong áp lực vì học thêm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được nghỉ Tết ở trường, nhưng một số học sinh vẫn phải vùi đầu vào sách vở, bài tập vì áp lực học thêm từ phía phụ huynh khiến nhiều em đón Tết trong tâm trạng áp lực. Đã thành thông lệ, ngày Tết cũng như ngày thường, em VV, học sinh lớp 7 ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vẫn phải làm bài tập được phụ huynh giao tại nhà. Theo em V, nhà trường cho học sinh nghỉ Tết 2 tuần. Điều này cũng đồng nghĩa V có 2 tuần học tại nhà vì phụ huynh luôn mong em đạt điểm 9, điểm 10 trong tất cả các môn học. Trước áp lực đó, V luôn cảm thấy mệt mỏi, mất đi cảm giác háo hức của Tết vì phải cố gắng học nhiều. 2-3 năm trước cũng vậy, các bạn được nghỉ Tết thì đi chơi, còn em ở nhà làm hết bài tập này đến bài tập khác ba mẹ giao cho. Năm nay cũng vậy, em chẳng biết đi mua sắm Tết là gì. Học xuyên suốt khiến đầu em rất đau. Bây giờ em nhìn thấy chữ thôi cũng đã rất sợ, về cho biết. Mong muốn sau khi được trường cho nghỉ Tết sẽ đi chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên ngay sau đó, em TH, học sinh lớp 9 ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đã phải lao vào giải bài tập ở nhà. Hát nói, ba mẹ nói năm sau lên cấp 3, chương trình học sẽ rất khó, nên em phải tranh thủ học thì mới thi được điểm cao. Thấy bạn bè được đi chơi, mua sắm đồ Tết em háo hức lắm, nhưng không học ba mẹ sẽ giận và mắng. Theo chia sẻ của một số học sinh tại Cần Thơ, Hậu Giang, vì học trong thời gian nghỉ Tết khiến học sinh cảm thấy stress, sợ Tết hơn, mong Tết vì phải học nhiều. Qua đó mong muốn phụ huynh cảm thông, khách quan trong vấn đề điểm số của con mình. Em TH chia sẻ, nếu em không học, ba mẹ sẽ giận, không quan tâm em nữa. Nhưng có ngồi vào bàn thì đầu óc em cũng chỉ nghĩ đến việc đi chơi. Em rất muốn ba mẹ lắng nghe em nói, ba mẹ cũng từng có Tết được đi chơi, em cũng muốn thế. Chị Bùi Bích Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho hay, tôi không áp đặt con mình phải đạt được điểm 10, được bao nhiêu điểm phụ thuộc vào năng lực của con. Tết là thời điểm để hàn gắn tình cảm gia đình, chứ không phải học. Tôi không muốn sau này trong ký ức của con, Tết chỉ là học trong áp lực. Theo phụ huynh này, từ trước đến nay việc học sinh làm bài tập ở nhà khi nghỉ Tết không mới mẻ. Tuy nhiên cũng nên phân bổ thời gian hợp lý. Nhiều phụ huynh sợ con nghỉ Tết quên kiến thức nên ép con học. Nhưng tôi nghĩ học thì nên chia thời gian cụ thể thay vì học xuyên suốt, chị Tuyền bày tỏ quan điểm. Đồng quan điểm chị Trần Thị Phương Tâm, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, ép con học không phải là cách hay. Ba mẹ đã cho tôi một cái Tết vui vẻ, đúng nghĩa khi còn đi học. Thì tôi cũng thế, Với tôi, Tết là thời gian gia đình chia sẻ những câu chuyện cuộc sống nhiều hơn là tiếng quát mắng, tiếng khóc của con mình. 3 đề xuất giải quyết giật gấu vá vai ở các bệnh viện công lập. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế đã được cải thiện phần nào trong thời gian qua, song vẫn chưa có hồi kết. Đơn cử ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã mua được hóa chất và thay bóng máy chụp CT, scanner và người bệnh cũng đã đến với bệnh viện đông hơn. Tuy nhiên, nhìn chung các bệnh viện công lập vẫn còn rất nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này. Muốn vượt qua giai đoạn khó khăn về đấu thầu cho các cơ sở y tế, theo tôi cần thực hiện 3 việc chính sau đây. Thứ nhất, giao cho các giám đốc bệnh viện tự quyết về các gói mua sắm. Cơ quan quản lý nhà nước nên thực hiện chức năng giám sát và kiểm tra. Nếu để Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế tham gia trực tiếp mua trang thiết bị và vật tư y tế, sẽ sinh ra vô số những chuyện dở khóc dở cười. Không có nhu cầu sát sườn, không có chuyên môn sâu, lại tắc trách vì không có quyền lợi. Những gói thầu được đưa lên đưa xuống rồi cuối cùng về lại vạch xuất phát. Giao cho cơ sở chịu trách nhiệm về giải quyết được mọi rườm rà của hệ thống. Có ý kiến cho rằng như vậy sẽ làm hư các giám đốc. Việc ấy đã có pháp luật xử lý. Ai sai thì người ấy chịu trách nhiệm. Không thể để ảnh hưởng đến nhiều người ở các vị trí khác nhau, như việc cả dàn lãnh đạo của nhiều địa phương vướng vào vòng lao lý như vừa qua. Bệnh viện Bình Dương là ví dụ, sau khi được quyền tự quyết dưới 5 tỷ đồng, hơn chục gói thầu được phát hành thành công. Thứ hai, các giám đốc bệnh viện, đặc biệt là tuyến huyện, luôn mất ngủ vào những ngày cuối tháng vì lo trả lương cho nhân viên của mình. Tự chủ có mặt tốt để trao quyền điều hành, nhưng trong an sinh xã hội thúc ép kiếm tiền bằng mọi giá để khiến nhiệm vụ chính bị sao lãng, thậm chí còn bị bóp méo. Lạm dụng chỉ định xét nghiệm và quá tay trong các phẫu thuật can thiệp là vấn đề nổi cộm hiện nay của cả công lẫn dân lập. Tôi đề xuất các tỉnh khôi phục trả lương cho nhân viên y tế như trước đây. Họ vẫn là viên chức nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thu nhập tăng thêm sẽ do đơn vị làm ra nhờ các dịch vụ nâng cao chất lượng điều trị và độ hài lòng của người bệnh. Ban giám đốc không phải vò đầu bứt tai, nghĩ cách kiếm tiền nuôi quân, và ở chiều ngược lại, nhân viên y tế có thể yên tâm cống hiến trong hệ thống công lập. Thứ ba, bỏ cách xuất toán hiện nay. Khi mọi việc đã xong, tiền thuốc, vật tư, tiêu hao, nhân lực, điện nước đã trả, cuối quý, cuối năm xuất toán một cục, bù lại chắc chắn phải làm gian dối đẩy vào các khoản chi phí khác. Thay vì rà soát xuất toán thì chúng ta nên chuyển sang cơ chế phạt. Nếu đơn vị làm sai, bảo hiểm phát hiện đưa lên Hội đồng Y khoa độc lập, xem xét kết luận khẳng định, trường hợp ấy không chỉ bị xuất toán mà cần phải phạt để làm gương. Chỉ như vậy mới có thể giảm tranh luận giữa cơ quan chi tiền, tức bảo hiểm xã hội, và cơ quan sử dụng, tức các bệnh viện. Đồng thời việc lạm dụng chỉ định sẽ giảm xuống, các quy trình y khoa sẽ được tôn trọng, tai biến do thầy thuốc gây ra sẽ giảm đi rõ rệt. Rất nhiều việc cần phải làm, nhưng cứ xin cố gắng 3 việc nêu trên. Tôi tin chắc hệ thống y tế công lập sẽ thay đổi hiện trạng giật gấu vá vai mà tít mù lại chạy vòng quanh.